Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 11 năm 2018 dương lịch, con giáp này dễ gặp họa tiểu nhân, xui xẻo liên biên không dứt. Cung lịch ngày tốt tìm hiểu xem ai là con giáp bị tiểu nhân hãm hại trong tử vi tháng 11 dương lịch này để còn biết đường mà phòng tránh nhé. Tuổi Tý. Trong số những con giáp xui xẻo vì tiểu nhân trong tháng 11 này, không thể không kể đến tuổi Tý. Xem bói tử vi, bản mệnh trong những ngày này cũng kiếm được tiền nhưng lại phải chi tiêu cho đủ thứ tiền, khiến cho túi tiền chưa kịp đầy lên thì đã càng ngày càng cạn kiệt rồi. Tử vi tháng 11 dương lịch cho thấy, họa phá tài của bản mệnh chủ yếu đến từ mưu sâu kế hiểm của kẻ tiểu nhân. Con giáp này tin người thái quá, thế nên kẻ xấu xa kia chỉ cần vẽ nên kịch bản hoàn hảo là mọi thứ moi tiền từ bạn một cách dễ dàng. Bản mệnh cần phải tỉnh táo trong những quyết định đầu tư kinh doanh của mình, các khoản chi tiêu phải thực sự cần thiết thì mới duyệt qua. Còn đừng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ tiểu nhân mà tới lúc chẳng còn đồng nào dắt túi nữa nhé. Tuổi Tý nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tự mình kiểm soát mình, tiền kiếm được cũng cần tiết kiệm khi sung túc để dành cho chuyện bất ngờ xảy ra khi quá túng thiếu, không xoay sở được. Tuổi Tuất. Theo dõi tử vi 2018, tháng 11 này không phải là thời điểm may mắn đến với tuổi Tuất. Con giáp này phải tranh đấu với nhiều thế lực xấu xa, trong đó không thể không kể đến kẻ tiểu nhân. Công việc vốn đã chẳng dễ dàng gì, còn bị đủ kẻ tiểu nhân nhảy vào cạnh tranh khiến cho áp lực ngày càng lớn. Tuổi Tuất cố gắng để bình ổn tình hình nhưng không thành công, ngược lại còn khiến cho mọi sự thêm phần rối ren. Đặc biệt nếu cần phải hợp tác trong dự án nào đó thì con giáp này lúc nào cũng phải căng đầu lên, căng óc để không để kẻ khác lừa gạt. Ấy thế mà ông trời đâu có thuận lòng người, lắm lúc tuổi Tuất phải nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi chấp nhận kết quả cuối cùng, dù điều đó có nghĩa là bao nhiêu công sức bỏ ra từ trước tới giờ đổ xuống sông xuống bể. Mọi chuyện trong tháng đều có vẻ không được suôn sẻ như mong đợi, kẻ tiểu nhân ban đầu làm ra vẻ tốt bụng cũng đầy đủ điều kiện để con giáp này đặt lòng tin vào, nhưng sau đó lại trở mặt nhanh như trở bàn tay, đẩy kẻ bản mệnh vào thế đã rồi, không thể nào quay đầu trở lại. Tuổi Thân. Xem tử vi tháng 11 dương lịch, người tuổi Thân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc, mà phần lớn những khó khăn ấy bắt nguồn từ kẻ tiểu nhân. Khi mà kẻ xấu xa này ghen ăn tức ở với những gì bản mệnh đang có nên ra tay hãm hại. Công việc đang suôn sẻ thì lại gặp phải đủ chuyện không được thuận lợi. Bản mệnh tưởng chừng đã đi đến được thành công, giữa trường lại đứt cánh, đến đâu mọi hậu quả đều đổ lên đầu mình. Càng những người có quyền lực trong tay thì càng dễ bị kẻ tiểu nhân làm cho khốn đốn. Bản mệnh thiếu sự sâu sát tỉ mỉ, rất dễ bị chứng lại để kẻ tiểu nhân vội vào kia khiến cho mình thất thế. Hãy học cách nhìn người cho chuẩn, chỉ cần bỏ qua một điểm nhỏ thôi là bạn có thể phải trải qua những chuyện không ai muốn trải qua. Trong lòng vẫn có khi không khỏi thắc mắc, không hiểu tại sao mình lại phải hứng chịu những câu chuyện kinh khủng đến như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.